thực hiện đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp các ngành trong tỉnh đã thực hiện kêu gọi vận động nguồn lực hỗ trợ trồng được gần 10.400 cây. Cụ thể, Ban điều hành đề án trồng cây xanh tỉnh dẫn động hỗ trợ 3.840 cây, các quyện thành phố dẫn động trồng 6.550 cây. Hiện Ban điều hành đề án tiếp tục kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ gần 39.600 cây giống lâm nghiệp để tỉnh tiếp tục tổ chức trồng theo kế hoạch năm, kinh phí dự kiến khoảng 2,1 tỷ đồng. Hỗ trợ trồng 30,6 hecta rừng tập trung, kinh phí khoảng 891 triệu đồng. Hình thức tiếp nhận có thể bằng tiền hoặc hiện vật cây giống.

Trong đó đề xuất ban điều hành đề án trồng cây xanh tỉnh hỗ trợ 43.519 cây, kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, người dân tự trồng 719.620 cây, kinh phí gần 3,6 tỷ đồng.